Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 8 năm 2017. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tham gia chương trình hội tụ hàng Việt 2017 do Sở Công Thương thành phố tổ chức tại công viên 23 tháng 9 vừa qua, công ty MM Mega Market Việt Nam đã giới thiệu các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao như trái cây, rau củ quả, thủy hải sản và các mặt hàng dệt may trong nước. Đặc biệt, các công ty và khách hàng thuộc nhóm HoReCa có thể tham khảo các giải pháp kinh doanh do Mega Market Việt Nam tư vấn tại gian hàng. Hiện nay, các sản phẩm của Việt Nam chất lượng cao đang được phân phối tại 19 trung tâm của chúng tôi. Tỷ trọng hàng Việt chiếm trên 90% trong hệ thống. Chúng tôi đã và đang hỗ trợ thành công hàng trăm nông dân, nhà cung cấp trong nước đạt tiêu chuẩn Việt Gap và hướng đến xuất khẩu ra nước ngoài. Trong năm 2016-2017, MM Mega Market đã kết nối doanh nghiệp trong nước xuất khẩu sang hệ thống hơn 700 siêu thị Bixi tại Thái Lan.